25 năm kể từ khi đá hỏng quả phạt đền quyết định tại Euro 1996, huấn luyện viên Gareth Southgate đứng trước cơ hội tuyệt vời để xóa bỏ ký ức đen tối đeo bám bấy lâu nay. Chiến lược gia 50 tuổi có lần thứ hai liên tiếp đưa đội tuyển Anh đến với trận bán kết của một giải đấu lớn. Ngôi vương là thứ mà thầy trò Southgate đang nhắm tới, và họ sở hữu đủ các yếu tố cần thiết để hiện thực hóa giấc mơ ấy. Nhưng vật cản dành cho họ là một đan mạch với lối tấn công cực kỳ đa dạng. Liệu đội bóng nào sẽ chiếm ưu thế ở trận bán kết Euro 2020? Hãy cùng Saba Sport phân tích nha! Hàng phòng ngự đang là điểm tựa vững chắc dành cho đội tuyển Anh. Tới trước vòng bán kết, đoàn quân xứ sở sương mù là tập thể duy nhất chưa nhận bất kỳ bàn thua nào. Sau Italia hồi năm 1990, Tam sư mới là đội đầu tiên làm được điều này tại một vòng chung kết World Cup hoặc Euro. Không chỉ giỏi phòng ngự, các hậu vệ của đội tuyển Anh còn hỗ trợ tấn công rất cừ. Ấn tượng nhất chắc chắn phải là Luke Shaw, người đứng thứ nhì giải đấu về số pha kiến tạo. Ngoài ra, Harry Maguire cũng đã đánh đầu tung lưới Ukraine tại tứ kết. Ở phía trên, Raheem Sterling và Harry Kane thay nhau tỏa sáng. Nếu như Sterling là niềm cảm hứng ở vòng bảng thì Kane vừa mới hành hạ Ukraine bằng một cú đúp. Xen giữa những trận đấu ấy là cuộc đại chiến với Đức, nơi cả hai ngôi sao này cùng lập công. Dù vậy, đối đầu với Tam sư sẽ là một Đan Mạch cũng đang hết sức tự tin. Thua cả hai trận đầu tiên ở vòng bảng, nhưng những chú lính chỉ càng ngày càng tiến bộ. Họ vùi dập đội tuyển Nga tới 4-1, tiếp tục đè bẹp xứ Wales 4-0 không gỡ, rồi hạ gục ngựa Âu Cộng Hòa Séc ở tứ kết. 10 bàn thắng qua 3 trận gần nhất từ 7 cái tên khác nhau. Đan Mạch cho thấy họ tấn công rất đa dạng và mọi vị trí trên sân đều có thể bùng nổ. Phép màu 1992 đang dần quay trở lại và Kasper Schmeichel cùng các đồng đội sẵn sàng hy sinh tất cả để tái lập chiến tích huy hoàng ấy. Nếu nhìn vào thống kê phong độ, nhiều người hẳn sẽ nghiêng về đội tuyển Anh, nhưng nên nhớ rằng ở một trận đấu lớn như thế này, phong độ đôi khi không phải là thứ quyết định. Cả Anh và Đan Mạch đều sở hữu lực lượng tốt nhất có thể vào lúc này. Đội khách chỉ thiếu vắng nhạc trưởng Christian Eriksen do tai nạn hồi đầu giải, còn những vị chủ nhà cũng không gặp thêm chấn thương nào. Ở cuộc chiến sắp tới, huấn luyện viên Southgate nhiều khả năng sẽ giữ nguyên hệ thống 4-2-3-1 đã vận hành trơn tru trước Ukraine. Tuy nhiên, Bukayo Saka có thể thế chỗ Jadon Sancho bên cánh phải. Về phần Đan Mạch, họ cũng chẳng dài gì mà thay đổi công thức chiến thắng 3-4-2-1. Một lợi thế không nhỏ dành cho đội tuyển Anh là họ sẽ được chơi trên sân nhà Wembley với sự cổ vũ của khoảng 60.000 cổ động viên. Nhưng nên nhớ là chính tại nơi này cách đây gần 9 tháng, Đan Mạch đã khuất phục Tam sư bằng một bàn thắng duy nhất. Dựa vào những phân tích đã nêu, Saba có tin rằng những chú lính chì Đan Mạch sẽ cầm hòa đối thủ một đều sau 90 phút. Tuy vậy, nếu tận dụng được kinh nghiệm chinh chiến, đội tuyển Anh có thể ghi bàn trong hiệp phụ để đoạt vé vào chơi trận chung kết. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video. Hãy like, share và subscribe để tiếp tục đồng hành cùng Saba Sport nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.